Mình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đang được diễn ra tại phim trường HTV và được truyền kết trên kênh HTV9 của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, từ xa xưa con người đã sống dựa vào thiên nhiên, đất đai, cây cối. Hay là nói cách khác là ở phương nào cũng vậy, con người luôn sống gắn bó và không thể tách rời với thiên nhiên. Ban thổ cha ông thiên khai hoang mở đất, gieo hạt trồng cây để tồn tại. Đất nuôi lớn cây, cây cho ra trái ngọt hạt lành, chẳng những nuôi sống con người mà còn điểm tô cho đất trời xanh tươi bát ngát, tạo dựng môi trường thanh khiết trong lành. Để rồi tình đất tình người luôn hòa cùng nhịp sống, làm nên những giá trị cội nguồn, mọi mảnh đất, vườn cây, đồng ruộng đều đến đây thông thuộc với tất cả chúng ta từ khi sinh ra cho đến lúc vào đời. Ta trân trọng tội đó là quê hương, là nơi nuôi dưỡng đời người, là nơi chắc chắn những ước mơ và cũng là nơi cho chúng ta những tình yêu ngọt ngào, dung dị. Ngày trăng soi thu thanh gió, đưa gió đưa nhịp cây bán chay phong. Vẫn
hồng tiên sau lưng ơi biết bao nồng nàn yêu thương sóng gió trong yên tình âm dấu đầy thuyền lưu duyên chờ đón thu hè anh chẳng về sáng soi đang ngời ông tận lòng xoan nghe trái tung lòng nghe thương mình mãi bên nhau chẳng phải do thời gian thủy chung lòng mẹ bao dung như biển đời mênh mông dấu dáng đang càng thêm vững vàng mình chung tay nắm xây quê nhà tình đôi ta thắm trong thơ nhớ tuổi ấu thơ nghe giọng đã ơi của mẹ giữa một đêm trăng mẫu tử giả dạ, dạ. Trên bờ ghê thổ nào ta vui cười rộn rã nhắm ống trăng vàng soi đôi má về chung rồi bỗng nhẹ nhào em nước mắt rưng rưng khi nghe vang giọng tiếng chú ơi đau rộn thương một đường đăng suốt một đời giá cuốn chiều một dòng đắp bề nhờ tấm thoáng trăng thank you.
sẽ ngàn trăm năm. Có một câu chuyện về cây bàn đất gắn chặt với nhau tạo ra vùng sống cho con người. Từ hạt lúa, củ khoai hay còn sai xanh nước là tinh hoa được sinh ra từ đất qua bàn tay chăm bón của con người. Từ đó mối quan hệ này tạo ra một cái tình đặc biệt, một gắn bó thủy chung muôn đời không giờ đổi. Con người bản mặt cho đất, bản thân cho trời để tạo ra vùng sống đất không phụ lòng người, đất sinh trái ngọt hoa thơm. Yeah.
của núi trong lực lượng, từng vang sông đất cũng đang theo bước chân trong tay. Thank you.
đến khi mà chúng ta nhắc đến đồng ruộng thì chắc hẳn rằng chúng ta sẽ liên tưởng đến hình ảnh. Điều nào cũng thể mình hứa rồi anh.
thấy cây tơ hồng chỉ vui sống trên hàng rào bóng bực sao lên bờ bóng đổ cùng kem tươi quê hương ta mấy đất người quên người trong năm đông thương đôi lời anh chị em mình quá lo xa ngày đến giờ phụ mẫu em chưa cấm để cho anh đêm mơ ngày tưởng tình dán bản chung tình rồi đấy nhắc sống gì người ta sẽ tiếp công anh chùi kia lao bình ngày mai trong tới nói mà phụ mẫu nhìn bà con nhau ta
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
làm ruộng từng ngày đắng qua. Thương em chung cảnh cơ hàng ngày qua tháng lại tình thấm nặng. Cuộc sống đơn sơ như số phận của đôi mình. Em 18 tuổi mà chưa một lần mang áo mới. Anh 20 rồi da sao nắng đồng khô. Nên là em làm thật tốt đấy, phải giữ gìn đức hạnh về trang huyền mặc áo và tay dài thu
Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì vợ chồng chúng ta vẫn luôn phải giữ được niềm tin và sự chung thủy sắc son thì mới làm nên sự gắn kết và hạnh phúc bền lâu. Và ngay bây giờ để thay đổi không khí thì mình cảm quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiểu phẩm hài Duyên Muộn. Con nói chứ còn bây giờ đơn giản lắm, chỉ cần á tới giờ nha, lúc mấy cái bông tay chúng giống như bên cạnh đây là gặp có thế. Ngày mai em đi, biển nhớ đang lên bờ về, không có gì hết, ai cũng đơn giản là một. Ngày mai em đi, biển nhớ đang lên. Đi liền giờ đi, ngày mai khỏi đi, đúng rồi đó. Ngô gì? Biển nhớ đón em lời về. Cô đi liền đi, không có biển nằm nhớ cô hết. Nếu mà ở đây lâu là cả sớm thì có chuyện với biển đó cô. Mày vô duyên quá nhờ, nhà tao đâu ca. Trời ơi, cho ngày mai em đi, biển nhớ đón em. Cái gì mà làm phiền lối sớm quá trời của đất vậy? Nè ông kia, nè, nãy giờ cũng nhịn đông nhiều lắm rồi nha. Cô ca ở nhà của tôi đâu có ca trong nhà ông, đâu bắt giùm ra. Nếu kìa mà quay có ông lâu vô một chùa của bà đi, ông quay dặm đi là ông phải làm việc ai hết trơn á. Nếu như mà ông sợ cái tiếng hồn của tôi mà nó tràn qua nhà ông á, thì ông hất ngược tới lợi. Hả? Nhà tôi cũng có quyền của ca. Ha? Nhà của ca lại khác nữa nè. Bà nghe ngược đi sợ ông. Đại đi, đại đi, đại đi, cái này nè. Đó. Đơn giản thôi. Nha. Là bây giờ lá hội nhớ cho tôi. Không đánh mà đau ra. Sao vậy? Không đánh mà đau ra. Không đánh mà đau ra. Nó bị chấn thương thuận hảo của tôi. Trời ơi, ý, không có chồng không phải cô đơn.
yêu âm nhạc nên ca tối dài. Sao vậy trời? Dài biết nhiêu mà. Đọc cua cầu bãi đúng không? Trời ơi. Còn Bình ơi nha. Cho hỏi em Bình nói tên gì vậy? Tô Thị Bèo. Tô Thị Bèo. Bèo là nguyên một tô luôn. Cho hỏi à, năm nay nhiêu tuổi rồi? 62. Một đời Bèo chỉ có 60 năm thôi. Ngày 62 là không ai giành giớt Bèo. Không sao, sao yên tâm đi. Để đó, con sẽ làm mai cho Tô Thị Bèo một cà chai 27 tuổi. Ủa vậy? Cậu kia tự nhiên đang bên dụng này, tự nhiên kia bằng mai bên kia làm sao? Ủa thì thấy thấy tội nghiệp quá. Con đèn tao đăng ký trước, tao đăng ký trước. Tập trung, dạ, chứ chưa có gì trong nước và ngoài nước. Dạ. Hôm nay xuống tới đây thì thấy ông Năm đây nè. Đó. Là một cái người đang muốn vợ. Mà bên này cũng là người có vấn đề. Ủa đâu rồi? Đây. Chào, bây giờ mình chào đi. Chào bên. Lời tình quê hương đơn sâu, không muốn thân bao hoài trong
bên nhau, mà muốn lo cho đời hạnh phúc cho người tương lai. Mày hỡi cái gì ơi, có nghe không ngại cũng lâu lần cơn gạo mây. Sáng sớm đi tôi cùng đón mùa hội tới, mừng quen hôm ta đến đổi mới để vào. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình Vương Trắc Có Nhạc lần tiếp theo.